tại hà nội học viện chính trị quốc gia hồ chí minh và trung đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh phối hợp tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề vai trò của tổ chức đoàn trong việc phòng chống thông tin giả xấu độc trên không gian mạng hiện nay tham dự có đồng chí nguyễn anh tuấn ủy viên ban chấp hành trung ương đảng bí thư thứ nhất trung đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đại diện lãnh đạo học viện chính trị quốc gia hồ chí minh ban tuyên giáo trung ương ban bí thư trung đoàn cùng các đại biểu của ban bộ ngành trung ương ban chấp hành các tỉnh thành đoàn tại các điểm cầu ở địa phương Hội thảo được tổ chức theo hai hình thức kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến. Việt Nam là một trong 10 nước có số lượng người dùng mạng xã hội nhiều nhất với 64 triệu tài khoản Facebook, gần 35 triệu tài khoản YouTube, hơn 50 triệu tài khoản Zalo, trong đó người dùng trong độ tuổi thanh niên chiếm tới 60%. Chính vì vậy, việc cần phải tìm ra những biện pháp, cách thức để phòng chống nạn tin giả, tin xấu độc là một việc làm cần thiết và cấp bách hiện nay. Hội thảo đã nhận được hơn 40 bài tham luận của các nhà khoa học, đoàn viên thanh niên ở các tỉnh thành đoàn và đoàn trực thuộc. Trong đó, các tham luận đều tập trung vào các nội dung như nhận diện nội dung các tin giả, xấu độc và phương thức các đối tượng đăng tải, lan truyền trên mạng xã hội, âm mưu thủ đoạn mục đích của các thông tin đó và đánh giá tác động của các thông tin đó đến tâm lý, thái độ, tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của thanh niên, trao đổi thảo luận về thực trạng phòng chống tin giả, xấu độc trên không gian mạng của các tổ chức đoàn hội các cấp đặc biệt là chia sẻ các mô hình hay cách làm tốt trong công tác phòng chống tin giả số độc trên không gian mạng đồng thời đưa ra những giải pháp kiến nghị nâng cao vai trò của tổ chức đoàn hội trong việc phòng chống tin giả trên không gian mạng trong thời gian tới trong đó chú trọng đến đổi mới nội dung phương thức tuyên truyền giáo dục định hướng cho đoàn viên thanh niên trên không gian mạng